Xin chào tất cả các bạn. Hàng nội địa Nhật Vũ hôm nay tiếp tục giới thiệu các bạn một dàn mini nội địa Nhật. Đó là dàn Panasonic SA-PM700MD. PM700MD Panasonic. Đây là một dàn có công suất là 53W. Với loa Biam nổi tiếng của dòng Panasonic. Mình sẽ giới thiệu cái dòng Biam này sau. Bây giờ đây là những cái phụ kiện kèm theo của dàn Panasonic 700MD. Gồm có dây nguồn, dây kết nối điện thoại cộng 2 cổng AUX và ra một cái cổng điện thoại gắn TV, điện thoại, laptop vân vân. Đây là đổi nguồn 100W cộng với remote học. Đặc biệt dàn này có một remote học để có thể chỉnh được bass, tiếng bass và treble, mức dương 4 và âm 4. Dàn có 5 đĩa CD cộng với một đĩa MD. Đây là cái phím trượt chuyển bài, mặt đèn LED cùng với cổng kết nối điện thoại phía sau. Rất là đơn giản để sử dụng. Dàn có hình máy vòm. Nguyên một dàn có cái một hình máy vòm đặc trưng. Đó, giống như một cái hệ thống âm thanh vòm đó các bạn. Mặt đế chân hướng xéo lên. Đây, chân hướng xéo lên. Nhìn rất là độc đáo. Thích hợp để trưng bày trong phòng ngủ cũng như là một cái phòng trọ cũng như là trên bàn làm việc của các bạn. Dàn màu trắng rất là mới. Chúng ta đang nghe đĩa MD, mình để sẵn. Mức âm lượng ở trong đây là 50 là cao nhất. Nghe tốt phòng dưới 20m². Mình sẽ giới thiệu với các bạn cái hệ thống Biam của Panasonic sau. Xa nhau, đã cách xa rồi ta đã xa cách đâu. Mức âm lượng cao nhất là 50. Bass, treble, cộng 4. Tôi mãi chưa quên trep. Lời anh cộng 4. Nói yêu rồi rồi mà lòng người thường hay thay đổi. Nhân tiện mình xin giới thiệu đến các bạn cái hệ thống Biam của Panasonic. Mình không thể nào quay ra phía sau được hết cửa dàn này vì do dây điện đang gắn sẵn rồi. Hệ thống Biam đây, mỗi loa có 2 dây. Thường là mỗi loa của các dòng khác chỉ có 1 dây đó các bạn, gồm có 2 đầu âm và dương. Còn hệ thống của Panasonic Biam có 2 dây, 1 dây để phụ trách bass và 1 dây để phụ trách treble. Loa này có công suất là 80W thì chia ra là 40 cho phần bass và 40 cho phần treble. Do đó âm thanh rất là tách bạch. Bass treble tách bạch. Biam system, hệ thống Biam của nổi tiếng của Panasonic. Trong lúc nghe MD chúng ta có thể check cái đĩa CD, 5 đĩa CD. CD check. 5 đĩa, hiển thị ra đang, mình đã bỏ đĩa số 1 vào đây rồi. Có thể các bạn nghe đĩa số 1 của mình đổi qua đĩa số 2, số 3, số 4, số 5 để nghe luân phiên mà không cần phải dừng bài lại. Đĩa số 1 đang hiển thị thì bây giờ CD check này, CD change, đổi đĩa. Chấm hỏi số mấy, số 1, đang có đĩa ở trên dòng số 1. Đây, số 1, play. Xem mắt đọc như thế nào nha. Đọc rất là tốt. Phương Anh, một ca sĩ trẻ mới nổi hát nhạc trữ tình. Và đặc biệt cái đĩa CD sẽ được kèm theo khi các bạn mua cái dàn Panasonic PM700. Đĩa CD nhạc lossless.
ta vô thường. Do thời lượng có hạn nên chúng ta sẽ chuyển qua nghe tiếp tục qua cổng kết nối điện thoại, laptop, TV. Một cổng cắm rất là tiện lợi đó các bạn. Chuyện tình của tôi xa cách nhiều năm trôi, à sao vẫn thấy nhói đau từng hồi. Cuộc đời phong ba, tôi phải đành xa xa mối tình tôi mến. Kỷ mong ngày kia sẽ được nhiều tiền để cùng em kết duyên, cùng dựng xây hạnh phúc mái tranh nghèo đàn con thơ. Những than ôi ước nguyện nào được đâu, vì đời nhiều bể sâu, người đành xa xa kỷ niệm xa mái nhà bao sâu. Vì chưa hiểu, vì đàn em thơ dại, nên người đành xa bước lên kiều hoa trong xa bỏ lại tôi. Rồi từng năm trôi, tôi vẫn mong xa xôi, chờ mong hình mong. Một những bài nhạc trữ tình đã được cất lên, chúng ta hãy tiếp tục nghe đến một bài nhạc sôi động, xem có tiếng bass của nó ở mức độ như thế nào nha các bạn. Bring that ass back like a boom 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 boom. Rất là chắc và ấm. Tăng âm lượng lên, tăng tiếng bass lên. This was up a wizard. I see as a blizzard. Big Gucci, that's my alias. My jury make it shiver. I eat the dinner. I am no pretender. Whatever I pull out the driveway, it is not a run. Âm lượng 40/50. 700MD của có 53W và mỗi loa là 80W, 5 đĩa CD, 1 đĩa MD. Bass chép rất là rõ ràng.
có những phụ kiện kèm theo đầy đủ, và các bạn hãy bấm vào thông tin chi tiết bên dưới sản phẩm để xem giá và các tính năng kỹ thuật. Cảm ơn tất cả các bạn.